Xin chào quý vị và các bạn đến với video của kênh Hải Bánh .vn. Và bên cạnh mình đó chính là chiếc Kawasaki Z900 với màu sắc hoàn toàn mới. Màu sắc này dành cho năm 2018. Tổng cộng sẽ có 3 màu sắc và phiên bản đang đứng cạnh mình, đó là phiên bản màu đỏ đen và phiên bản màu đen nhám. Còn một phiên bản nữa đó là màu xám xanh lá. Nói về chiếc Kawasaki Z900 này, chúng ta có thể thấy được nó mang một cái gì đó cực kỳ ấn tượng bởi một cái góc nhìn khỏe khoắn hơn so với lại con Z800. Kawasaki Z900 sở hữu một thiết kế vô cùng ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế hầm hố, dữ dằn đặc trưng của phong cách Tsugami. Nhưng có phần gì đó hiện đại và sắc cạnh hơn so với bản đàn anh chính là Z800. Là một mẫu xe thay thế cho chiếc Naked Bike tầm trung, Z800 đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam thời gian qua. Thì Kawasaki Z900 ABS sở hữu một ngoại hình vô cùng ấn tượng. Z900 sở hữu một tiêu chuẩn của một chiếc xe đường phố với chiều dài là 2065, chiều rộng là 825 và chiều cao là 1065mm, cùng với chiều dài cơ sở là 1450mm, khoảng sáng gầm là 130mm, đảm bảo cho chúng ta có thể an toàn cũng như là dễ dàng đi trên đường phố. Z900 được trang bị một bộ khung sườn dạng ống hoàn toàn mới và có một trọng lượng khoảng tầm 210kg, được trang bị bình xăng có dung tích là 17 lít. Sức mạnh của Kawasaki Z900 ABS năm 2018 cũng ấn tượng không hề kém so với vẻ ngoài mà nó sở hữu, đó chính là một khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng hoàn toàn mới DHC với dung tích là 948cc, sản sinh công suất tối đa là 124 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng trên phút, với mô men xoắn cực đại là 98.6 Nm tại vòng tua 7.700 vòng một phút. Cùng với đó là một hộp số 6 cấp được trang bị thêm công nghệ chống trượt bánh khi dùng số gấp. Z900 ABS năm 2018 được trang bị hệ thống treo phục trước upside down có đường kính là 41mm với hành trình là 120mm. Phục sau là monoshock nằm ngang có hành trình là 140mm và có thể tùy chỉnh. Hệ thống phanh đĩa trước với đường kính là 300mm và phanh đĩa sau sẽ có đường kính là 250mm. Và cả hai phanh đều được trang bị và tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS mới nhất. Và chiếc Kawasaki Z900 còn sở hữu một cặp lốp khá to với kích thước lốp trước là 120, 70 và 17 và lốp sau là 180, 55 và 17. Chiều cao từ mặt đất lên niên chính là 795mm. Đây là một cái thông số mà chắc rất nhiều người quan tâm, bởi vì với một cái chiều cao của mình là khoảng 1m67 thì mình ngồi trên chiếc Kawasaki Z900 này thật sự là mình cảm giác là mình phải là nhón lên một tí, nó khá là khó khi mình để chân xuống. Thì các bạn có thể để ý phần chân này của mình. Có một điều mà nãy giờ mình chưa nói cho các bạn cùng biết, đó chính là cho năm 2018 này Kawasaki lần đầu tiên trang bị trên mẫu xe của mình đó là hai màu đen đỏ. Hai màu đen đỏ mà cái Kawasaki 900 đang đứng bên cạnh mình có một cái gì đó được Kawasaki làm nó rất là góc cạnh và nó ấn tượng, mình cực kỳ ấn tượng bởi cái phần phối màu. Và đó là những gì mà mình trải nghiệm nhanh trên chiếc Kawasaki Z900 phiên bản năm 2018 với hai màu sắc đỏ đen cực kỳ cá tính và ấn tượng. Hai bánh sẽ có một video trải nghiệm khả năng vận hành của chiếc Kawasaki 900 này có thực sự là một trong những người bạn đồng hành của các bạn hay không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.